chào mọi người nay uh, quay cái video này cho anh chị em uh, xem cái con uh, kỳ lân ha kỳ lân uh, thì uh, nó nằm ở trong cái uh, văn hóa cũng như là tín ngưỡng uh, tập tục của người ở đông nhất là người việt nam mình với lại người tàu thì nó cũng nằm ở trong cái danh sách là bốn uh, con vật mà họ cho là linh ha bốn con vật mà họ cho là linh Thiên thì nó là Uh, long long quy phụng ha thì uh, long là rồng long là con này con kỳ lân này ha quy là con rùa còn phụng là cái con phượng hoàng con chim phượng hoàng mà anh chị em thường chỉ có thấy cái hình bóng của con chim phượng hoàng đó thì nó nằm ở trong mấy cái thiệp cưới thôi ha mấy cái thiệp uh, đám cưới đó thì cái con phượng hoàng nó giống như con công người đó nó cái đầu nó thì cũng giống giống như con công nhưng mà cái đuôi thì nó dài đó, nó dài gấp 3 lần của cái cái thân người của nó ha thì đó là gọi là con hoàng con phượng hoàng đó thì bốn cái con đó là bốn con gọi là tứ linh ở trong cái văn hóa cũng như là tín ngưỡng tập tục của người ở đông nhất là người việt nam mình và người tàu họ cũng vậy thì mình không biết cái đó là chắc ngày xưa tự ông bà mình dựng lên để nói chuyện cho nó có gì thôi chứ thật sự là mấy cái con này không có ha mấy con này không có thì theo như mình biết thì người mỹ họ cũng không có tin con rồng mặc dù là trong sách của sách sử của uh, trung quốc đồ này kia thì họ luôn uh, đề cao con rồng lên và họ lấy đó làm như là hình tượng là một con rồng là một con kỳ vĩ nhất uh, cả cái uh, vũ trụ này ý là họ muốn uh, nói như vậy là chỉ có trung quốc là mới có con rồng thôi ha còn các nước khác là không có con rồng tuy nhiên đó, thì uh, những nhà khảo cổ của mỹ đó thì uh, họ đi tìm nghiên cứu về 5 triệu năm về trước thì uh, họ không có cho rằng là con, con rồng hay là con kỳ lân À, thì không có ha, con phụng hoàng cũng không có luôn, có thể là một cái loại chim nào đó, chứ còn mấy cái con này không có, chỉ có con rùa thì có ha, mỹ họ cũng công nhận là con rùa thì có, thì ở việt nam mình cũng vậy, thì uh, chắc chắn là anh chị em nào cũng giống như mình thôi, chỉ có thấy mình mỗi mình con rùa thôi ha, còn uh, con uh, con rồng thì cũng không thấy, con rồng chỉ thấy ở trên cái nóc nhà không mà chỉ thấy bằng mấy cái cục xi măng ha, hoặc là mấy cục gỗ do người ta đục ra thôi, ngoài ra con kỳ lân thì anh chị em chỉ thấy nó là những cái uh, À, những cái con kỳ lân bằng giấy ha, bằng giấy rồi bằng vải để người ta gắn vô, người ta dán lên để người ta múa lân trong những ngày Tết. Đó. Thì mình mới thấy cái hình tượng của con kỳ lân thôi, ngoài ra đó thì con con phụng cũng không thấy luôn ha. Ba con đó là ở Việt Nam mình không có. À, chắc là tự theo dệt lên thôi. Chứ mấy cái con đó thì không có thật. Thì uh, những cái nhà khảo cổ của Mỹ đó thì họ nghiên cứu, họ tìm uh, 5 triệu năm về trước đó thì họ phát hiện được có là cái xương con khủng long thì hầu như anh chị em biết là con khủng long là có nhiều người cũng không tin luôn nhưng mà thật sự tới các viện bảo tàng ở Mỹ đó, 50 tiểu bang đều có vài trăm cái viện bảo tàng là đều có cái bộ xương của con khủng long ở trong đó dài tới 5 7 mét lực ha. Rất là lớn. Thì cái xương khủng long là nhà khảo cổ học Mỹ họ đã tìm thấy 5 triệu năm về trước thì có. Tuy nhiên hồi xưa thì mấy cái con khủng long nó rất là ác, rất là hung dữ nó gặp người ở đâu là nó hóc nó cắn chết nó giết chết liền ha nó cắn người chết nó nhả đó cho nên là người ta mới uh, bắn nó ha săn bắn nó tới tận diệt nó luôn tận diệt coi như là không cho nó sống luôn nó nó độc mà còn hơn là cả con rắn hô mang ha rắn hô mang hồ chúa nữa rắn hô mang thì cắn cái là chết liền ha cắn người là chết liền thì uh, cho nên là độc thì uh, người ta cũng tiệt, uh, tiêu diệt cũng dữ lắm nhưng mà cũng chưa có tiệt chủng tuy nhiên thì cái thời khủng long thì nó giết hàng loạt người ha nó gặp người đâu là nó ăn thịt đó nó cắn xé nó nó quăng quan sát nên là người ta tìm cách người ta tiêu tiêu diệt nó cho tới bây giờ là nó tuyệt chủng luôn không có còn sống ở trên cái cõi trần gian này nữa à, người ta tìm khảo cổ thì nhà khảo cổ học người ta nghiên cứu người ta tìm đó thì gặp rất là nhiều cái bộ xương của những cái loài khủng long của 5 triệu năm về trước tuy nhiên Việt Nam mình thì cái vấn đề con rồng thì cũng không có mà con con lân thì cũng không có rồi con phụng cũng không có luôn ha ba con không có chỉ có con rùa thôi thì anh chị em cũng biết mà ha? ở Việt Nam mình thì uh, uh, cái thời ông uh, ông bà mình cái thời đời trước đó ha uh, đời trước đó thì uh, những cái con thú rừng ngày xưa rất là nhiều rồi từ 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 uh, nó ăn sạch hết rồi ha Nó ăn sạch không còn con gì hết uh, còn vài con thôi voi thì chắc cũng còn chừng uh, hai ba chục con là, là 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 cùng hầu như là cả rừng nguyên cả nước Việt Nam còn cọp thì chúng chỉ còn có mười mấy con à, họ hồi đó họ cũng công bố lên trên cái danh sách là họ đi tìm à, hiểu về những cái con thú ở trong rừng ở Việt Nam đó thì cọp chỉ có còn mười mấy con voi thì còn bốn mươi mấy con bốn mươi một bốn mươi hai con vậy đó mình à, cũng có coi cái đài báo đó của à, những cái người à, người Mỹ họ đi tìm hiểu đó ở bên rừng Việt Nam mình đó, đó thì ngoài ra thì còn ba cái con vườn con khỉ rồi linh tinh lang tang thôi rồi à, À, chó sói hình như là cũng tiêu cũng sạch hết luôn rồi, chó sói cũng sạch, chỉ còn mấy con trồn ha, Trồn hoặc là heo rừng, à, mấy con uh, gà rừng rồi lòng vòng vậy thôi, nó bắt sạch hết rồi, ha thỏ đồ này kia mấy con đó thôi, chuột sóc nó dế, dung dế đồ này kia, ngoài ra là nó ăn sạch hết rồi ha, cho nên là ba cái con đó không có còn gì nữa hết, nghĩ cái con động vật làm sao lên được đúng không, nó ăn sạch hết rồi còn gì mà lên, thậm chí còn người là cái hàng bậc nhất rồi ha ở trên là thánh thần là coi như là huyền bí thánh thần ma quỷ là cái đó những cái những cái không phải là người thường ha không phải là người đang sống trên cái cõi trần gian này cho nên là cho cái phần đó coi như là linh đi từ con người trở xuống là hết linh rồi đó, Con người mà nó còn canh trước nhà nó ném mắm tôm mà ha nó bắt vô nó nhốt trong tù mà nhốt vô trại giam thì linh cái gì ha. cho nên là người không có linh à, lỡ ăn chợ một con chó nhà người ta thôi bị nó bắt xuống nó còn trói tay trói rồi nó đốt luôn ha tưới xăng lên nó đốt cháy luôn thì con người không còn không có linh thì làm gì mà có cứ có cái vụ mà bốn con vật mà linh được đúng không bốn cái con xúc vật này là là hầu như là người ta ăn sạch hết rồi đó, nếu mà có ba con kia thì nó ăn sạch hết rồi chỉ còn con rùa con rùa là nó sinh sản nhiều hồi sau đó cho nên là à, ăn chưa hết thôi <laughs> chứ sau này là tương lai tương lai khoảng chừng hai ba chục năm nữa mình nghĩ chắc là loài rùa chắc cũng tuyệt chủng luôn <laughs> thì trở lại cái vấn đề là đây là con lân ha mình không biết là nó nó làm bằng cái gì anh chị em nghe nè à, cái tiếng này là cái tiếng thép chứ không phải là tiếng đồng ha à, tiếng thép chứ không phải là tiếng đồng nếu mà đồng thao là nó kêu thanh lắm ha à, cái này nó kêu cái kiểu thép tiếng thép rồi nó sơn ở ngoài thôi ha nó phủ lớp sơn lên nhìn cho nó giống giống cổ kính rồi à, thì cũng khá nặng ha mình cầm hai tay lên nè, à. cho anh chị em coi từng chi tiết ha, đó mình cầm ngồi đây cầm đưa lên gì cũng rất là nặng, thì uh, theo như mình đó thì cái con này á, nó không có phải là cái người ở đông mình đúc ra, tại vì cái hoa văn của nó trước tiên là anh chị em nhìn thấy bốn cái chân nè ha, bốn cái chân mà nó có kiểu như có cánh gì đó ha, bốn cái chân đều có cánh rồi hết, thì uh, con kỳ lân của của việt nam của á đông thì không có cánh như gì đâu ha này là con kỳ lân của một cái nước nào đó họ làm đó, không biết là thái lan hay là lào hay là không biết ở nước nào ha thì họ đúc ra như vậy thì bốn cái chân đều có bốn cái cánh nữa. rồi này họ làm thêm cái hoa văn cho nó ngầu đồ ra gì đó ha hoa văn trước và người sau cái này chắc là cách tân quá Cách điệu rồi này kia ra làm cho nó ngầu ngầu chứ còn mà trơn tru. Thường thì nó 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 giống con con dê hay là con heo gì mình cạo lông xong rồi thui lên thôi ha. <laughs> thui lên bằng thịt nhậu thôi, đó. Nên là nó mới nó gắn thêm mấy cái này lên để cho nó có vẻ huyền bí một chút ha, để cho người ta không biết con kỳ lân là cái con gì, nó hình dáng đằng sao. Thì có thể là cái người mà đúc ra cái cái tường này thì nó cũng <laughs> nghĩ tới vấn đề đó ha ngoài ra đó thì thường, thường mấy cái đầu ông lăng thì à, ở ngoài sau nó đâu có xè được tới như vậy đâu ha à, nó xè theo cái kiểu như vậy thì à, lại khiến cho mình là càng nghĩ về nó giống y như là cái à, những cái người mà ở phía sau à, tượng trưng của mấy cái hình ảnh tượng trưng của cái à, tháp kim tự tháp của bên ai cập đó anh chị em biết không à, bên ai cập đó, ha thì thường thường mấy cái đầu người ở ngoài sau đó thì à, họ hay làm thêm cái phần này giống như cái cánh gì đó ha ở ngôi sao óc đó, à, ngôi sao cái óc cái gáy đó ha thì có như kiểu như vậy thì mình thấy có vẻ là à, nó giống giống ở bên cái phía trung đông đó ha, bên cái phía ai à, cập đồ hơn có thể là cái cái tượng này nó do những cái người đúc ra à, là những cái người sắc dân đó ha nên họ mới đúc cái kiểu này đó ở đây thì con mắt của nó không có màu đen như gì đâu đó, nhìn thì nó cũng bình thường một màu gì thôi thì nó bình thường nó không có giữ ha rồi mình lấy cái, cái bút á cái mắt cờ đó mình vẽ thêm cho nó nó giữ lên nó nhìn cho nó ngầu ngầu lên nè đó mình vẽ đây thêm mấy đốm đốm đen luôn đen nè đó, gạch cho nó ngầu lên chứ thật ra nếu mà con mắt mà để một màu như gì thì nó nó bình thường lắm ha nó không có giữ mình vẽ lên gì cho nó giữ một chút <laughs> đó, cho nên chị em coi từng cái họa uh, tiết của nó ha đó nó chạm khắc nè răng Ở răng thì bốn cái răng nanh thì cũng rất là đẹp ha hàm răng trước đó. sâu vô trong này, ha hả hồng rất là rộng luôn ha đó, bên này thì xưa thì nó cũng có dán cái cái con mắt cái đốm đốm vậy như là con con mắt giả mà à, mấy phụ nữ hay thường đeo mắt đó đeo contact lên đó, đó chạm khắc cũng rất là độc đáo ha cũng là cái hòa tiết mình nghĩ cái phía bên đó đó ha phía bên đó là nhiều hơn đó chứ cái hòa tiết này nó không có giống theo của ở Đông mình hay là của Việt Nam hai tay nó không ha, tay rồi mồng, còn cái này thì cái chớp này thì không có. Để tí mình nói cái đó. Quay cho anh chị em coi. này họ đúc ở cái phần phần thân hình này ra ha, thân mình này ra, ngoài ra cái cổ nó rời ra, rồi người ta mới đem người ta gắn vô mà mình tháo nó sụt sịt sụt sịt gì chứ mà mình tháo nó cũng không có ra đều thấy có cái dấu nè ha nó cái dấu nè nó hồi đúc hai phần họ gắn vô dưới chân nè thì uh, coi dưới chân á, thì mấy cái phần phía dưới á, thì uh, nó có hơi hoen rỉ ra cái màu đồng ha màu xanh của cái uh, đồng khi mà bị oxy hóa đó thì nó hay ra màu xanh xanh như vậy đó, thì phía dưới này nó có ra một chút ha ra một chút tuy nhiên thì không phải là đồng mình búng thì mình nghe cái tiếng không phải là đồng thì mình tự nghĩ nó là sắt à, nhưng mà khi mà mình lấy cái 500 trăm đưa vô thì nó không có hít ha đó đưa vô thì nó không hít năm trăm thì để mấy cái sắt vô là hít liền ha đó bỏ vô hít liền ha ok đó. hít liền tự nhiên cái này thì nó không hít cái tượng này nó không hít mà nó thì không có phải đồng thì uh, sẵn ở đây mình cũng uh, nói chung mình mua lâu rồi mua cũng uh, gần hai chục năm rồi mình để chân chơi gì đó chứ mình cũng chưa có uh, cắt ra để nghiên cứu coi nó bằng cái gì thì uh, sẵn đây mình cũng uh, thử luôn cho anh chị em coi ha mình để sẵn cái vũ ở đây mình sẽ vũ ở phía dưới chân đi ha mình chọn cái chân trái bên đây đi ha mình sẽ vũ một khúc ngay chỗ này cho anh chị em coi à, coi nó có phải là bằng đồng hay không ù nó sáng lên luôn ha trưng luôn đó có khi nào bằng vàng thiệt vàng thật không ta Ủa vàng là trúng mánh đó nha vàng là bán cái này cũng là 7 kg á bảy ký vàng bán là đậm tiền rồi ha đi Las gác kéo máy ha <laughs> ờ, mình lấy ra đây thì nè vàng khè luôn ha ánh đèn ánh sáng ánh đèn đó, nó chói thì chị em thấy gì đó nó vàng khè luôn trong trong hình thì thấy không rõ mà ở ngoài mình thì thấy nó là đúng là bằng vận đồng ta Bằng đồng ha chào ra đây thì vàng nè đó thì mà ra chắc không thấy rồi vàng nhưng mà mình búng thì mình không có nghe cái tiếng cái tiếng đồng Nghe như là bằng thép rồi nó xị si đồng á để mình uh, nghiên cứu sau mình uh, có thể sẽ cắt hơi sâu sâu hơi sâu sâu ở phía dưới chân nó ra uh, sâu sâu mình mới uh, thử mình uh, bỏ axit cho mình thử uh, thì uh, tóm lại đó cái đầu này nè theo mình biết đó, thì uh, những cái người mà hay thường uh, đúc đồng đúc đồ đó thì uh, họ hay làm giống như là cái khuôn này làm bằng đất sét đi bằng đất sét hoặc là cái đất mà để đất mịn đó để người ta uh, người ta đóng lại người ta nén xuống lại thành một cái khuôn bỏ cái này vô giống như là người ta làm cái khuôn để đúc cái này nè đó thì người ta có làm một cái lỗ ở đây người ta khoét cái lỗ ở đây để khi mà người ta nấu cái đồng lên cho nó tan chảy ra ở trong cái nồi á xong bắt đầu người ta mới đổ vô ha đó đổ vô trong cái khuôn thì ở này là cái đổ cái khuôn nè đó đổ vô ở đây để cho nó chảy xuống ha nó chảy nó chảy cái đồng á nó chảy xuống nó thành hết hết đầy hết cái cái cái, cái mô dưới đó ha hết cái mua cái khuôn đó nó đầy hết xong xuôi hết là nó tràn lên tới đây thì đáng lẽ ra khi mà làm tràn lên đến tới đây á, thì người ta phải cắt cái khúc này bỏ đi nè đó tại vì khúc này là khúc thường ha khúc mà người ta cái lỗ nè cái lỗ đây người ta đổ xuống đó là phần này là phần đất nè đất nó đắp lắp lên thì cái phần này đúng ra là thường thường khi mà đổ đúc xong thì người ta phải cắt cái phần này bỏ đi mài xuống để cho nó đều ha cho cái đầu nó tròn nó đều đó, đằng này thì cái người mà đúc ra cái con này đó thì người ta vẫn để cái cục này luôn À, có thể là người ta thấy nó hay hay người ta bỏ luôn để cái cục này luôn để cho nó có cái vẻ giống như ở trên đầu của con người lân nó có cái sừng để khá như vậy thì mình đoán thôi nha mình đoán thôi cho không biết uh, cái ý của cái uh, người mà đúc ra cái con này nó như thế nào đó. rất là nặng ha cái này uh, mình đoán chắc khoảng vào vòng 5 kg á mình cầm hai tay mà rất là mỏi tay luôn nè rất là nặng nè đó phần đuôi thì chắc có thể dễ bị nếu mà làm cái đuôi không lên như vậy thì có thể dễ nhiều khi người ta nắm cái là nó cong ra nó gãy nó rớt xuống nó hư á cho nên có thể là vậy là người ta làm thêm cái chân ở đây nữa đó, người ta hàn thêm cái, cái khu... ta gắn thêm cái khúc này người vô ngay đây để cho nó chắc ha nó giữ cái này nhiều khi mình có cầm lên như vậy nè thọ tay vào đây sách đi á nó có nó không có bị giãn ra đứt cái gãy cái cái đuôi ha thì nên đoán thôi có thể là như vậy cái là ở đây nó có cái nối cái chỗ này nè Nó sụt xịt mà mình cố tình mình à, rút ra Mình rút không được nè Rút ra để mình coi bên trong có cái gì không á à, biết đâu người ta Giấu ở trong này Đóng vàng ha Đóng vàng hay là hột xoàng gì đó giấu ở trong đó nên, nên là mình sẽ từ từ đến sau Để chân chơi thôi Lâu 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 mình lấy ra mình lau bụi thôi Chứ mình cũng không có Chưa bao giờ tháo ra được Để mình coi bên trong nó có cái gì Đó à thì cũng rất là ngầu ha bốn cái phần bốn cái phần chân nè đều có bốn giống như cái cánh bay gì đó ha cánh đây cánh đây Rồi bốn cái chân nè có bốn cái cánh con này không biết là lăng gì lân trong cổ tích hay là lăn tự suy nghĩ ra hay là đâu đó à, nằm mơ ha một giấc mơ ban đêm nằm ngủ không được rồi mơ thấy một cái con gì đó nó hình thù nó quá gì giống như con kỳ lân chắc là gì cho nên là cái người này họ mới đúc ra cái giống hình tượng vậy ha chứ thật ra cũng chưa ai thấy con kỳ lân nó như thế nào nhà khảo cổ học của mỹ thì họ tìm 5 triệu năm rồi họ cũng vẫn không có thấy được cái con này 5 triệu năm về trước ha vẫn không có thấy được cái con kỳ lân cho nên là con kỳ lân là họ cho là con rồng và con lân rồi con phụng thì ba cái con đó thì nó nó không có ba à, con đó nó không có trong cái uh, <laughs> lịch sử của nhân loại năm triệu năm về trước ha Nên là Mỹ mà nói tới uh, Trung Quốc hay này kia mà nói tới con rồng Hay là cái gì đó, Mỹ nó đứng, nó nhìn, nó cười thôi Cho nó không có tin, nó không tin là trên đời này Có con rồng với con lâm Rồi, thì uh, khá là như vậy ha Video uh, Hôm nay quay cho anh chị em xem chơi Con uh, kỳ lân ha uh, Kỳ lân Có thể là là bằng uh, Đồng thao, đồng vàng ha uh mà mình búng thì mình không có nghe tiếng đồng, nghe có có vẻ tiếng đồng có tí xíu à. Còn cái tiếng thép á, tiếng thép thì nó nhiều hơn. Thường thường một số món đồ mình thấy mấy cái uh, lưu hương rồi này kia bây giờ nó cũng làm nó giả đồng nhiều lắm. Nó làm bằng thép. nó bằng thép để cho mình bỏ cái 500 vô nó không có hít á. Thì thép nó có giá trị hơn là hơn là sắt. Cho nên là nó đúc thép rồi nó uh, nó mạ cái đồng ở ngoài thôi để cho người ta uh, giống như đồ giả cổ đó, người ta tưởng là cái uh, đồ cổ nó ngã qua cái màu vàng vàng chứ thật sự là đồ giả nhiều lắm à, bằng bằng thép á. mình có lấy cái máy cắt mình cắt ra rồi à, cắt ra một số cái uh, lưu đồng á cắt ra mình coi rồi nhưng mà không phải là đồng nó chỉ là mạ đồng ở bên ngoài thôi còn bên trong đó là bằng thép ha cho nên mình mình búng cái này mình đoán cái tiếng nó kêu nè cái tiếng nó cũng là thép thép nó có pha tí xíu đồng thôi đó. cái tiếng vàng vàng vang vàng, vàng, vàng đó, nó có tha thanh 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 đó, nó có pha tí xíu đồng chứ nó không phải đồng trăm phần trăm nhưng mà cái này thì chưa biết ha này lần đầu tiên luôn mình mới lấy cái vũ mình vũ nãy dưới chân tí xíu thôi mà mình thấy nó vàng khè thì để mình coi mình sẽ khoan một lỗ hay là như thế nào đó nó sâu hơn để mình coi thấy coi nó bằng vàng thao thiệt hay là hay là à, mã uh, inox ha ok rồi video tới đây là hết hẹn gặp anh chị em những video sau nha bye bye